Ngân ơi Ngân. Anh à. Hôm nay em review chi tiết về máy ép cắm viên bao quả lô đi. Máy ép cắm viên F160 á? Ừ đúng rồi, anh thấy người ta bình luận về máy bên mình sản xuất mỏng và không bền. Vậy trong video ngày hôm nay em sẽ review chi tiết, đồng thời là bóc tách từng bộ phận của máy ép cắm viên F160 với cơ chế vận hành 3 quả lô để giúp khách hàng có thể hình dung giữa thực tế nhất là máy có mỏng và không bền như lời đồn hay không nhé. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Và theo chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là về dòng sản phẩm máy ép cắm viên F160. Và Thu Ngân sẽ review từng chi tiết và bóc tách từng bộ phận để giúp quý vị có thể thấy rõ được bộ phận phía bên trong của con máy này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên là dụng cụ để có thể vận hành và bóc tách máy. Thì đi kèm với máy thì chúng ta sẽ được tặng một cái cờ lê lục lăng, cùng với đó là hai cờ lê 17, cờ lê 19 và cờ lê 13 để bóc tách các cần ốc ở trên máy này. Bây giờ Thu Ngân sẽ thực hiện theo đúng thao tác nhá. Như quý vị có thể thấy ngay tại đây, Thu Ngân cũng đã chuẩn bị sẵn một cái bộ máy đầy đủ, đã đặt động cơ và được kết nối qua dây Cura đầy đủ với cả máy rồi. Đây quý vị có thể thấy đây toàn bộ thiết kế của máy đây. Thì bây giờ phía bên trong của cái con máy này có một cái điểm ấn tượng, đó chính là hệ thống 3 quả lô. Có rất nhiều khách hàng ưa thích cái cơ chế nghiền của cái quả lô 3 quả lô này, bởi vì là cái khả năng nghiền của nó khỏe khoắn và ép cắm rất là nhanh. Thì Thu Ngân cũng đã giới thiệu qua với quý vị về rất nhiều video trước đó về máy ép cắm viên F160. Và quý vị cũng đã thấy rõ được cái cơ chế hoạt động của máy thông qua video Thu Ngân đặt tại đây. Và bây giờ thì Thu Ngân sẽ bóc tách cái phần thân trên và phần thân dưới cối nghiền ép của máy để quý vị có thể thấy rõ bộ phận phía bên trong nhá. Và bây giờ Thu Ngân sẽ dùng cờ lê 13 để bóc tách cái phần ốc hãm giữa phần thân trên và phần thân dưới. Thì quý vị có thể thấy ở đây là chúng ta có 6 con ốc này. Tách cái phần thân này ra. Như quý vị có thể thấy là phía bên trong của chúng ta chính là hệ thống 3 quả lô đó. Đây cả mặt sàng ở phía bên dưới. Có rất nhiều vị quý vị khách hàng rất muốn tham khảo kỹ hơn về dòng sản phẩm máy ép cắm viên F160 này thì Thu Ngân cũng đã làm rất nhiều video về hướng dẫn máy hay là thử thách máy ép cắm viên với cả trứng này, máy ép cắm viên với cả ngô, cua, cá, ốc. Quý vị có thể thấy đấy là máy đều có thể vận hành và ép dễ dàng với cơ chế vận hành của 3 quả lô. Và điều này làm chiếc máy này đã trở thành chiếc máy bán hot nhất trên thị trường và được ưa thích nhất. Ở bộ máy này thì quý vị có thể thấy là ban đầu lắp khá là đầy đủ đúng không ạ? Từ động cơ này đã được kết nối qua dây Cura. Và có rất nhiều khách hàng thích ở cái bộ phận ốp chắn bảo vệ của máy. Ốp chắn bảo vệ này của máy thì sẽ giúp máy hoạt động, tránh bảo vệ đảm bảo an toàn cho người vận hành. Nếu vậy thì máy ép cắm viên F160 có bao nhiêu loại mặt sàng vậy Ngân? Máy ép cắm viên á? Máy ép cắm viên F160 này thì hiện tại trong máy đang lắp sàng 4 ly. Thì theo như các dòng sản phẩm máy ép cắm viên trên thị trường thì nó sẽ xuất hiện thêm nhiều các cái sàng nữa, từ sàng 3 ly, sàng 5 ly hay là sàng 6 ly để tùy thuộc vào cái mô hình chăn nuôi hay là cái loại vật nuôi mà quý vị đang mong muốn để ép cắm ra viên. Thì sẽ cho cái mặt sàng và kích cỡ khác nhau. Có rất nhiều khách hàng thắc mắc là cái điều chỉnh cái độ dài dao cắt cám ở đâu. Độ dài cái cắt cám của con máy ép cắm viên F160 thì cũng tương tự như F150 thôi. Thì quý vị cũng sẽ dùng cờ lê 13 để nới lỏng cái con ốc ngay tại đây, nâng lên và hạ xuống dao cắt. Cái dao cắt này nằm ở phía ngoài cho nên quý vị có thể dễ dàng điều chỉnh. Đấy, có thể thấy dài thì chúng ta nới xuống này, ngắn thì chúng ta nâng lên. Đấy, nâng lên hạ xuống. Đấy, đây chính là cái bộ phận dễ dàng nhất để điều chỉnh cái độ dài ngắn của viên cám. Thông dụng nhất để cho gà ăn thì họ sẽ hay điều chỉnh trong cự ly khoảng tầm từ 0,5cm đến 1cm để ép ra viên cám đẹp hơn. Vừa rồi thì Thu Ngân cũng đang hướng dẫn cho quý vị cái cách mà chỉnh dao cắt cám của máy ép cắm viên F160 rồi. Thì không biết là quý vị còn điều gì thắc mắc thì có thể gửi phản hồi cho Thu Ngân và Thu Ngân sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc về chiếc máy này. Đây, Thu Ngân đã bóc xong con ốc cuối cùng rồi. Thông thường thì nếu mà khách hàng nào xịn sò thì có thể sử dụng thêm cả súng bắn hoặc là cái cờ lê chữ T để giúp cái quá trình tháo ốc thì dễ ra hơn. Thì Thu Ngân chỉ là sử dụng cái bộ cờ lê đi kèm với máy thôi. Bây giờ là công đoạn nhấc cái phần thân này lên. Đây chính là phần thân trên của máy nha. Quý vị có thể thấy cối trên rất là dày dặn. Và thực ra là Thu Ngân lắp cái này thật khá nặng.
ạ. Đây quý vị có thể thấy ở bên trong. Cái bề ngoài của cối này của chúng ta thì sẽ có độ dày. Thôi kẹp sẵn sàng. Quý vị thử xem độ dày bao nhiêu nhá. Đấy. 10 ly, xin đảm bảo với quý vị luôn. Độ dày 10 ly nhá. Còn cái mép này là cái mép là sau khi mọi người răng ra để có thể kết nối giữa hai cái phần thân trên thân dưới này thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 5 đến 6 ly. Đây là cái mặt phía trên này. Thì quý vị có thể thấy nhá, cái bộ phận dày của phía trên của nó sẽ dày khoảng 6 ly. Và tiếp theo đây là bộ phận ba quả lô. Quý vị có thể thấy ạ. Theo cơ chế làm việc thì ba quả lô của chúng ta sẽ đứng im. Không phải xoay như này đâu nhá. Quý vị đừng hình dung ra cái cơ chế làm việc nó xoay như này. Thương ơn nhỉ. Chỉ là cái quả lô này nó xoay thôi. Ba quả lô này của chúng ta sẽ đứng im và cái hệ thống mặt sàng ở phía dưới này này nó sẽ quay. Ba quả lô sẽ chỉ quay ở cái trạng thái như thế này thôi. Đứng im tại chỗ nha, đứng im ngay để trục chính nữa này. Và chỉ quay như thế này thôi. Đây là cơ chế hoạt động của máy. Nghiền ép các nguyên liệu thô làm sao cho chui lọt xuống cái máy ép mặt sàng ở phía dưới và chúng ta sẽ có thành phẩm viên cám được xả ra ở ngoài cửa xả đây. Đây là ba quả lô của chúng ta. Và bây giờ là mặt sàng. Quý vị có thể thấy là trên mặt sàn thì chúng ta sẽ có một cái ốc hãm và Thu Ngân sẽ dùng tiếp bộ cờ lê đi kèm để tháo con ốc hãm này ra. Đó, rất dễ dàng luôn. Và quý vị có thể thay thế các cái mặt sàn từ 3 ly hay là 4 ly để vận hành máy và ép ra cho ra thành phẩm cảm viên. Đấy là cho tay xuống phía dưới đẩy cái thân sàn lên ạ. Đó, quý vị thấy mặt sàn hai mặt chúng ta có thể thoải mái sử dụng. Đây là mặt sàng 4 ly ạ, mỗi mặt sàng được khắc số. Cho nên là quý vị có thể dễ dàng tìm và phân biệt các mặt sàng. Ở dưới của chúng ta thấy rõ nhất là dao cắt tại đây. Và cái mâm đĩa xoay. Cái mâm đĩa xoay để đẩy cái phần cám ra ngoài. Và quý vị lưu ý này, cái bộ phận này cũng rất quan trọng ở trong cái trục của máy, đó chính là con cavet hoặc là hay gọi là gân cá, để giữ và cố định cái mặt sàng hãm ở phía bên trong. Đây, đây chính là khe. Cái khe này mà chúng ta đặt và cố định giữa trục máy và mặt sàng. Thì khi đó thì cái trục máy này hoạt động thì cái mặt sàng nó mới quay được. Nếu như mà quý vị để mất cái này thì chúng ta sẽ hiện dẫn đến hiện tượng bị kẹp cứng giữa quả lô và mặt sàng và lúc đó máy sẽ không thể hoạt động được. Và vừa rồi thì Thu Ngân cũng đã bóc tách từng bộ phận ở phía bên trong của máy. Và bây giờ quý vị có điều gì thắc mắc hay không ạ? À, mặt sàng. Mặt sàng đúng không ạ? Về mặt sàng, quý vị đang tự hỏi xem cái độ dày là bao nhiêu thì bây giờ Thu Ngân sẽ có sẵn thước ở đây rồi và chúng ta hãy cùng đo nhé. 2,1 cm quý vị thấy không, tính từ đầu này cho đến đâu này 2,1 cm. Với cái mặt sàng dày như này thì quý vị, Thu Ngân xin đảm bảo với quý vị là quý vị có thể sử dụng trong một quá trình lâu dài. Thông thường thì trong quá trình ép thì Thu Ngân sử dụng một cái máy ép cảm viên chuyên dụng để giúp khách hàng lên thử máy có thể hình dung ra cơ chế. Thì sử dụng sau 2 đến 3 tháng và ép liên tục thì cái mặt sàng của chúng ta mới chỉ có mỏ một mặt thôi. Và nếu như quý vị muốn mặt sàng ép ra đều hơn thì có thể lộn lại mặt còn lại để sử dụng một cách dễ dàng. Và cái mặt sàng này hiện tại của chúng ta là nặng những 2,8 kg ạ. Thưa quý vị, 2,8 mà Thu Ngân phải dùng hai tay để nâng cái mặt sàng này lên. Tiếp theo là chúng ta cùng tìm hiểu về quả lô. Hệ thống quả lô của chúng ta thì trên các quả lô quen thuộc của quý vị có thể biết là trên quả lô quen thuộc của chúng ta đều có các rãnh xoắn. Và ở quả lô ta và ở hệ thống ba quả lô của máy ép cảm viên F160 này được rất nhiều khách hàng ưa thích đây. Thông thường thì hệ thống quả lô và mặt sàng này sẽ có một vài lưu ý nhỏ, đó chính là khi vệ sinh quý vị không nên ngâm nước. Đây là một điều lưu ý cực kỳ cần phải nhớ, đó chính là khi ngâm nước, hệ thống bi xoay ở trong quả lô tiếp xúc với nước sẽ ảnh hưởng tới hệ thống vòng bi và từ đó quả lô sẽ kẹt cứng và quý vị bắt buộc phải thay vòng bi phía bên trong thì mới có thể sử dụng được tiếp cái bộ quả lô này. Và quá trình bóc tách thì Thu Ngân sẽ quay sang xưởng sản xuất để giúp quý vị có thể hình dung rõ nhất là hệ thống quả lô và mặt sàng được làm ra như thế nào nhé. Và điều tiếp theo nhất đó chính là hệ thống giúp máy có thể chạy êm và ổn định, hạn chế tiếng ồn. Đó chính là hệ thống câu hộp số nằm ở ngay phía dưới. Quý vị có thể thấy hộp số sẽ nằm ở bộ phận này. Đây sẽ là bộ phận chứa dầu ở phía bên trong. Và đây chính là hệ thống một phần của câu hộp số. Còn bộ phận ở phía bên trong nữa thì quý vị có thể biết là hộp số chúng tôi sử dụng ở đây là hộp số Visai ô tô. Cái này thì chỉ là sử dụng hộp số Visai ô tô cũ thôi. Bởi vì là cái công nghệ để làm ra cái hộp số này nó tân tiến và Bình Quân Group hiện tại chưa thể chế tạo ra được.
thì cái sử dụng cái cầu hộp số này thì sẽ hỗ trợ cho quý vị trong cái quá trình vận hành bánh răng ở phía bên trong, sẽ hạn chế được tiếng ồn rất là nhiều. Và hiện nay trên thị trường rất nhiều các dòng sản phẩm máy cả viên đều sử dụng cái hệ thống cầu hộp số này. Và để thấy rõ chi tiết nhất về quá trình lắp ráp máy thì quý vị có thể tham khảo qua một số video tại xưởng sản xuất mà Thu Ngân sẽ đặt sau đây ngay sau đây. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã cùng theo dõi với Thu Ngân về quá trình lắp đặt và tháo dỡ từng bộ phận của máy e cảm biến S160. Và quý vị đã có thể thấy rõ được quá trình có thể sản xuất ra được dòng máy này ngay trực tiếp tại xưởng của Bình Quân Group. Và quý vị có thể thấy toàn bộ quá trình máy hoạt động mà Thu Ngân cũng đã đặt qua video vừa rồi, đúng không ạ? Nếu như mà quý vị có nhu cầu muốn đặt mua thì quý vị có thể tham khảo ngay qua số điện thoại ở phía trên màn hình. Thì các nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ giúp quý vị tư vấn chi tiết hơn về dòng máy này. Hoặc là quý vị có thể để lại ý kiến của mình hoặc số điện thoại ngay phía dưới phần bình luận. Thu Ngân sẽ tư vấn giúp quý vị ở những video sau. Nếu như quý vị có muốn tham khảo về mức báo giá của dòng sản phẩm này thì quý vị có thể xem ngay ở phía dưới phần mô tả. Thu Ngân đã để giá của sản phẩm để quý vị cùng tham khảo. Giá máy không động cơ, giá máy có động cơ và giá đầu máy. Đây chính là bộ phận đầu máy, cối máy nghiền, để giúp quý vị có thể sử dụng các cái công cụ có sẵn tại nhà của mình để giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hơn. Thế đây thì thời lượng video cũng đã kết thúc. Thì Thu Ngân mong rằng quý vị hãy để lại ý kiến của mình ngay phía dưới để góp ý tới quý công ty nhé. Nếu như quý vị thấy video hay và bổ ích thì có thể để lại một nút like và một nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hữu ích hơn tới Thu Ngân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.